lướt thẻ thật sang, rộn ràng ưu đãi. Khoản tiền đến 1,5 triệu đồng khi mua sắm bằng thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank hạng Platinum trở lên. Mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, khoản 1 triệu đồng cho chi tiêu từ 5 triệu đồng vào các ngày đặc biệt từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chưa hết, càng chi tiêu mạnh càng được nhiều quà, thẻ Accor Plus Traveler và giải thưởng trị giá 2 triệu đồng đang chờ khách hàng nằm trong top chi tiêu tích lũy cao nhất. Đặc biệt, voucher nghỉ dưỡng dành cho 2 người tại resort 5 đến 6 sao sẽ trao cho 6 khách hàng có tổng giá trị chi tiêu cao nhất cả chương trình.